chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, từ nay cho tới ngày 26 tháng 7, thời tiết chủ đạo tại các tỉnh miền Bắc sẽ là nắng ráo, ít mưa. Nếu có thì cũng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ trong thời đoạn ngắn. Do đó mà nền nhiệt độ cũng sẽ tăng đáng kể. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến ở khoảng 32 cho tới 35 độ, có nơi cao hơn. Nắng ráo cũng là thời tiết ở các tỉnh miền Trung trong những ngày tới, với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ tăng cao. Nhiều nơi có nắng nóng với mức nhiệt 35 đến 36 độ, đi kèm với độ ẩm giảm thấp. Còn đối với khu vực Nam Trung Bộ thì nắng có phần dịu nhẹ hơn, với nhiệt độ cao nhất ngày chủ yếu ở khoảng 32 đến 34 độ. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trong 3 ngày tới, gió Tây Nam hoạt động ở mức trung bình nên mưa chỉ còn xảy ra về chiều tối ở diện rải rác. Còn vào trưa chiều thì trời có nắng, khu vực vùng cao Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến ở khoảng 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ chủ yếu từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Thưa bà con, rầy bông xoài là côn trùng gây hại phổ biến khi mà xoài ở giai đoạn ra bông, trái non, làm cho bông khô rụng. Ngoài ra thì dịch nhựa tươm ra từ vết trích cộng với chất thải của rầy trên lá, bông hay là cành tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mổ hóng phát triển, che phủ trên bề mặt lá và ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của cây. Để phòng trừ rầy bông xoài hiệu quả thì bà con cần áp dụng các biện pháp tổng hợp như là không trồng quá dày, không bón thừa phân đạm, bón cân đối NPK. Sau thu hoạch, bà con nên tỉa cành, vệ sinh vườn cho thông thoáng, giúp hạn chế rầy tích lũy mật số và gây hại. Bà con cũng có thể sử dụng bẫy đèn trước khi ra bông khoảng từ 1 cho tới 2 tuần. Giai đoạn xoài sắp ra bông, nếu phát hiện có rầy, dù mật độ thấp thì bà con có thể phun ngừa thuốc đặc trị. Nếu mật số cao thì có thể phun định kỳ khoảng 7 đến 10 ngày một lần, cần phun kỹ và phun mịn hạt để thuốc tiếp xúc với rầy. Bà con cũng cần lưu ý là phun luân phiên để tránh tình trạng là quen thuốc. Kết lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.